Hoài Linh và Đàm Vĩnh Hưng xin được chào trân trọng đến quý vị và chào mừng quý vị đến với chương trình Dance Your Freedom, bước nhảy nhạc cưng. Về rất tiếc đó là Chi Lệ. Lại một đêm thi nữa sắp bắt đầu, các bạn thí sinh đang chuẩn bị và tập luyện rất là hăng say. Hãy cùng theo chân Can đột nhập vào bên trong hậu trường để xem các bạn thí sinh đang chuẩn bị gì nhé. Để mình có thể biến hết thành người thật. Bài nhảy của mình lần này không có lắm, phải là phải có một độ máu lửa và chảy thật là sung thì không nhìn nhìn bạn là biết đó là máu lửa đó. Thì đây là một cái chủ đề điệu nhảy của các bữa tiệc, thì cái câu chuyện của mình đó nó cũng là mình là một cô gái Hồ Phòng, là rất là mê một cái anh chàng ca sĩ, rồi mình mơ mộng. Mình mơ mộng, thế là trong mơ mộng đó là anh chàng ca sĩ từ trong cuộc hẹn nhảy ra, và mình không tin điều đó là sự thật. Và thế là anh chàng và cô gái này đã nhảy với nhau một những điệu nhảy là gần như là đi đến một cái tình yêu. Đó là một câu chuyện của một anh chàng nhút nhát nhưng với sự tự tin. Thực ra thì trước gặp cô gái rất là khá là tự tin, và sau khi gặp cô gái và khi mà gặp cô gái với cả cái ngoại hình của mình khá là tự ti á, thế nên là khi gặp cô gái rồi mọi thứ biến mất hết . Thế sau đó thì cô gái đã níu giữ mình và hai người đã cùng nhảy với nhau rất nhiều vũ điệu mang tính chất rất là vui, rất là party dance. Thì lần này chủ đề phản ánh của Kiệt rất là liên quan một cái cuộc sống Kiệt, cái nghề mà Kiệt từng làm. Hôm nay đem nó lên sân khấu và biến đó thành một bài nhảy, và để biết thêm mọi thứ mình lại đón xem. Chỉ còn vài phút nữa thôi là chương trình sẽ bắt đầu. Với lại mình muốn hỏi là mình đã đi được nửa chặng đường rồi, không biết Kiệt cảm thấy như thế nào, ở bản thân mình có thể đổi những gì và cần phải khắc phục những gì. Thì đi được nửa chặng đường rồi, mình thấy cơ thể mình bắt đầu nó cũng nhẹ nhàng hơn, khỏe hơn, giảm cân được nhiều, bản thân cũng đẹp hơn.
mỗi tuần mỗi hai show đo là mình thấy vui rồi. Lương ăn cái chế độ ăn thì có thể là thể lực của mình yếu hơn so với lúc mình mới tập. Mình đi được gần nửa chặng đường rồi thì nó thật sự là rất là khó khăn, tại vì riêng ở cái tuổi của mình nó cũng đã lớn hơn so với mấy em, thì trong những cái việc giảm cân nó sẽ khó khăn hơn rất là nhiều. Rồi nếu mà nó sự thay đổi về cơ thể thì mình cảm thấy như cơ thể mình nó sẽ nhẹ nhàng hơn, và tới bây giờ thì những cái điệu nhảy của mình và những điệu nhảy của mình linh hoạt và dễ dàng hơn nhiều. Nhưng mà tôi thấy điều thấy rõ ràng nhất đó là sức khỏe và cái thể lực của mình tăng lên rất là nhiều. Thì đến với cuộc thi này thì mình đã học được nhiều bài học, từ cách diễn cho đến cách nhảy, và mình cảm thấy nếu mà đi về cuộc thi này thì cái chủ yếu là vẫn là giảm cân. Vậy bạn có cảm thấy mình nên khắc phục không? Chắc là phải tập tành nhiều hơn, xong rồi tập đi giảm ăn nhiều hơn. Sau 5 tuần thì cái điều mà mình cảm thấy thay đổi nhiều nhất là mình đã giảm khá là nhiều cân. Chưa bao giờ mình nghĩ là trong vòng 1 tháng mà mình đã giảm được hơn 10 cân. Mình sát là khoảng 13 hay 14 cân này. Đó là một cái điều mà rất là ít người làm được. Và nếu mà không có động lực, nếu mà không có chương trình này thì rất là khó để có thể đạt được số cân đó. Và cái mà mình cảm thấy rất là khó khăn nữa là cái việc mà khi mà mình đã thích nghi quen được với cái cách luyện tập này, cách ăn uống này, thì cái vấn đề cân nặng sẽ bị chững rất là lâu, và mình cần phải làm sao để có thể tăng cường hoạt động hơn nữa để làm sao để thích nghi và giảm cân tốt hơn. Thực sự thì cái cơn thèm nó luôn luôn diễn ra vào buổi tối, vì các biên đạo rất hay đến nhà tập luyện và họ luôn phải chạy sâu nên là thường hay mang đồ ăn đến, và thực sự là cái mùi thơm nó rất là ngào ngạt, nào là bánh mì này, xôi rồi mì, chung là rất là nhiều. Và mình có mấy lần mình chạy ra, mình mở bánh mì ra, mình và sau đó là không ăn. Thật sự có lúc đó rất là đói, rất là thèm, nhưng mà vì nghĩ đến cái sức khỏe và nghĩ đến cái cân giảm mà mình đã đạt được, cho nên là mình đã cố gắng làm sao để kìm hãm lại cân ăn của mình. Cho mình hỏi một chút xíu nha. Bạn là mặt nơ chung với lại Củ Quang, anh Quang rồi, thì bạn thấy màn trình diễn lần phần thi lần này thì có khó khăn so với anh Quang không? Do tuần này là thể loại disco cũng sôi động và hợp với Vân và Quang, nên phần khó khăn nhất chỉ là thực hiện những cái động tác bê đỡ Vân thôi. Còn về phần xung và máu lửa thì hai đứa có thừa quyết tâm là sẽ bùng cháy hết mình. Chung với lại anh Kiệt đúng không? Cho mình hỏi là bạn thấy phần thi lần này, cái bài thi có khó so với anh Kiệt? Tuần này thì cái bài này thì Thảo dựng thường là theo cái sở trường của Kiệt một chút để Kiệt có thể bắt theo cái nó dễ dàng hơn. Nhưng mà nó bởi vì cái nhịp nhạc thì nó hơi nhanh nên Kiệt phải tập nhiều để có thể bắt cái nhịp nhạc cho nó đồng đều với Thảo. Nhưng mà còn ở nó thì Kiệt ok. Với lại mình muốn hỏi là bạn thấy năm tuần diễn tập rồi thì bạn thấy Kiệt có thay đổi cái gì? Kiệt có còn khó khăn như những ngày đầu mình mới tập không? Hai chị em tập thì rất là vui vẻ và rất là hợp lý. Ở cái kia thì bạn là bạn nơi chung với lại Ngọc Sơn, thì bạn thấy Ngọc Sơn sau năm tuần diễn tập thì cảm giác Ngọc Sơn có gì thay đổi và cần phải khắc phục những gì? Nói chung là sau năm tuần đó thì những cái khó khăn giống như là những cái tuần đầu tiên á, mình đã quen rồi. Thực sự đã quen mọi thứ, cũng như là Sơn là đứa sinh bé tuổi, nên là thực sự là có nhiều cái không thể nào mà chứng chắn được. Đúng là Sơn hơi mê tí, mỗi lần lên là chỉ đi ngủ thôi. Thế nào ăn luôn? Anh thì không biết, nhưng mà theo như các bạn xung quanh nhà chung nói là Sơn không bao giờ bỏ bữa. Nói chung là sau nhiều tuần đó thì cân của Sơn đã thấp xuống rồi, nên là khi mà tập bài thì nó đã nhẹ nhàng hơn, tập trung nhiều hơn một chút nữa. Anh có biết đó là em kiếm anh còn khó hơn là kiếm tổng thống nữa. Em định gặp anh để em hỏi về chị Quyền mà anh cứ trốn đâu á. Tóc. Em đang làm nhân vật hay đặc biệt?
Thì em muốn hỏi là anh thấy chị Nguyệt đó sau 5 lần thực tập thì chị đã có cố gắng gì không và mai mai còn gặp gì khó khăn nào? Sau những tuần bắt gặp với chị Nguyệt thì mình cảm thấy là chị Nguyệt lọc với chị Nguyệt kiểu là ăn ý hơn, mình hiểu nhau hơn trong những cái động tác mà đôi với nhau, phối hợp với nhau. Nhưng mà chị Nguyệt vẫn còn một vài cái lắm, giống như là những khi chị Nguyệt lo sợ thì kiểu sẽ mất tự tin, giống như cái động tác đó không có dám nhất là đúng rồi. Thì mình phải nói chung mình sẽ kiểu động viên là sẽ phối hợp hỗ trợ chị Nguyệt làm sao là chị Nguyệt là chắc chắn tự tin trong cái bài diễn. Và ví dụ như thôi nha, ví dụ thôi, nếu mà sau một ngày, sau một đêm mà bạn thức dậy có thấy mình tăng cân gấp 5 lần như vậy thì bạn có cảm giác như thế nào, và bạn có và tất phải là như thế nào để mình giảm cân, bạn muốn giảm cân hay là bạn muốn để một cơ hình vậy luôn? Vâng, thì mập ốm cũng rất là thất thường, như cái bong bóng thì mập là mập, ốm ốm là ốm, nên cái việc đó cũng không khó với Vân. Chỉ cần ăn nhiều là có thể mập lên, và Vân có thể tự kiềm chế được chế độ ăn của mình, rồi sẽ giảm được cân rất là nhanh. Chắc chắn mà cũng không phải là dễ, miễn là các bạn có cái ý chí quyết tâm, đúng rồi, thì mình mới có thể giảm cân. Cái điều đó thực sự là rất đáng sợ. Đấy, giờ bạn có định đi giảm cân không hay là để gì luôn? Dễ hơn mà không phải vì thực sự khi mà tham gia chương trình này đấy á, thì mình rất kéo mấy bạn sinh người tập tành này, tập gym, tập bụng á, thì mình thực sự là mình cũng cảm thấy chuyện nhỏ âm nhạc. Những cái thứ đó nó khá là hấp dẫn, và mình phát hiện ra giống như là nếu mà sau cuộc thi này á, và sau khi không làm việc các bạn thí sinh ấy, có thể mình cũng sẽ đi tập gym, tập bụng để cho dáng đẹp hơn, chứ không phải là ốm là đủ mà dáng phải khỏe á. Gấp 5 lần bây giờ hả? Thì đến lúc đó chị sẽ gặp ai đầu tiên và chị bắt người đó ôm chị thôi. Tại vì nhìn dễ thương quá mà, nhìn như là bông gòn vậy đó. Thật sự mà khi mà đến với chương trình thì mới biết là các bạn cũng mỉm á, thì luôn luôn có những cái đáng yêu. Đặc biệt có bạn thì chỉ cười thôi là đã thấy duyên rồi. Có bạn thì cái cách bạn di chuyển hay là cái cử chỉ của những người mà đẩy đà một chút á, thì luôn luôn gặp thì cảm thấy là nó đáng yêu, dễ mến. Còn ốm quá và xương quá chứ chắc nó đã là một cái dễ nhìn đối với người đối diện. Với chủ đề tuần này là điệu nhảy của những bữa tiệc, các bạn thí sinh của chúng ta hứa hẹn sẽ mang đến những màn trình diễn hết sức sôi động và đầy màu sắc. Gần vượt qua nửa chặng đường, cuộc thi đang dần trở nên nóng lên. Hãy cùng chúc cho các bạn thí sinh sẽ có thêm nhiều nghị lực để thực hiện tốt những đêm thi sắp tới nhé. Bước nhảy ngàn cân được phát sóng trên kênh VTV3 Đài Truyền hình Việt Nam vào lúc 21:15 và mỗi tối chủ nhật hàng tuần. Xin chào và hẹn gặp lại.